sao tu nào? Mình đang đứng ở một nơi, một nơi mà người ta gọi là chợ phiên. À, chợ phiên này là chợ phiên ở công nghệ mới, hết giờ bằng lái xe, những công nhân dân. Bây giờ, có hết lát đinh, chợ phiên này là bắt đầu vào lúc 6:30. Tôi mãi cho tới khóa giờ khóa nhà, khóa cửa, khóa xe máy, khóa ô tô, có cắt được các loại từ khóa. Rất là sớm để ai mua dép cao su đâu? Thì không có đẹp lắm nhưng mà vẫn ai mua dép cao su nào? Những cái người dân tộc khác nhau, dân tộc khác nhau như là Tày, Thái, Dao, rồi công nghệ mới ép dẻo bằng lấy cho những người dân tộc tới đây có ép lát tinh bìa đỏ lấy thay tinh lấy xe ép cấp được bao lấy thay. Tôi chuyên bắt cửa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có bắt được các loại chìa khóa. Có bán heo nè, ai mua dép cao su đâu? Đây để bán heo, bán chó, ai mua dép cao su nào? Những cái người đàn ông ở đây thì có một cái rất là lạ. Ở đây có buổi sáng thì chưa bao giờ có không biết như là biết nhà ai cao hơn thì người đó sẽ thắng. Bây giờ giấy quen ép chất lượng cao lấy ngay. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có cắt được các loại chìa khóa. Ai mua dép cao su về? Bây giờ mình sẽ đi. Ai mua dép cao su nào? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe cũng như nhân dân có ép lắp đi. Ở đây nè, chỗ này là bán bò, chỗ rất là đông. Đây lấy ngay.
tôi chuyên cắt cửa khóa, khóa nhà, khóa cửa, khóa xe máy, khóa ô tô, có cắt được các loại chìa khóa. Ai mua dép cao su không? Ai mua dép cao su nào? Cuối cùng thì mọi người còn xuống đây để uống rượu nữa. Đàn ông thì xuống đây uống rượu, phụ nữ xuống đây để bán đồ, mua đồ, ăn mía nữa nè. Ở đây hút thuốc lào nha. Em ra chỗ bán bò. Chỗ này là chỗ bán bò. Bán bò chỉ đàn ông không thôi. Đó. Có gì với anh chị luôn nha. Có gì ngủ nha. Mấy lần rồi đó. Đây, đây là cái khuôn viên rất là đông, học rất là nhiều về học. Quán bò thường thường tập trung rất là đông. Để thấy bán bò không? Ở đây rất là lạ, là một cái là có một cái gì đó mà người phụ nữ học vô rất là nhiều, mình không biết là mình không có thấy cái đó là nó đặc biệt, nhưng mà mọi người lại thích tụ họp vô. Rồi bây giờ mình đi chỗ khác nha. Đây những người như này chứng minh nhân dân, có ép lắp tích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, ép chất lượng cao lấy ngay. Ở đây, tôi chuyên cắt cửa khóa, khóa nhà, khóa cửa, khóa xe máy, khóa ô tô, có cắt được các loại cửa khóa. Ai mua dép cao su không? Sớm nên là
là xuống sớm rồi ăn sớm mà. Cái hàng kiểu này rất là đặc biệt, hàng bán đồ. Bán đồ này thì có đông, có nhiều đồ, nhiều váy nè. Ê, sao bảy màu bao nhiêu vậy? Sao bảy màu bao nhiêu vậy? Sao này bao nhiêu vậy? Bao nhiêu màu? Này là sao bảy màu nè. Sao bảy màu của dân tộc này cô? Màu dân tộc của Tây ạ. Dạ. Sao bảy màu của dân tộc Tây? Anh này đang mua giáp người Tây. Quán gì nó ngon hả? Ngon hả cô? Ngon mấy? Nó cắt thì ăn nhuyễn rồi chẳng hạn rồi cái tím nó màu rồi tất cả đều là cây rồi là gì đó là nắng một cái xanh xanh đó là con thuộc nó màu này nó trộn trộn màu vô không cô con ngâm ngâm vào ngâm vào chỉ nước còn nó luôn đấy nó màu này nước là cây này nó cái nó ra màu này thì nó đẹp lắm màu lá nó xanh mình con tướng là trộn trộn màu vô không không trộn đâu không ngâm riêng hết sướng nghe. Này là xôi bảy màu ha. Đi đi về ăn coi sao. Tí nữa review sao. Rồi, đi tiếp. Đây, đây là chỗ bán đồ. Những cái người phụ nữ nhân nông thôn. Mình khá là thích mấy đây. Đây. Ở đây là ngô nha, nó được làm bằng ngô, không phải là được làm bằng
lấy tay chân lấy nghe nhưng mà được vào lấy tay mới gì ở trên này là chỉ trồng toàn là ngô khóa nhà ở đây khóa cửa khóa xe máy khóa ô tô có cắt được các loại chìa khóa ai mua dép cao su không ai mua dép cao su nào ơi mình quay lại chỗ mà trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chúng tôi là chỗ những cái người đang tụ họp lại để uống rượu nè rồi 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 rồi